Ủy ban Nhân dân quận 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thầy xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu môn toán, được thực hiện bởi tập thể giáo viên khối 2, trường tiểu học Lương Đình Của. Hôm nay, các em tiếp tục tìm hiểu chủ đề phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Bài 12 trừ đi một số. Qua bài học ngày hôm nay, thầy hy vọng các em đạt các mục tiêu sau: thực hiện được phép tính 12 trừ 5, nêu được cách tính 12 trừ đi một số, thực hiện tính nhẩm 12 trừ đi một số trừ qua 10 trong phạm vi 20, tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ để kiểm chứng cách tính 12 trừ đi một số. Các em cùng nhau khởi động trước khi bắt đầu tiết học mới. Các em sẵn sàng chưa nào? Ở hoạt động này, thầy có trò chơi rừng xanh trí tuệ. Các bạn thú sẽ đưa ra các yêu cầu. Các em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận để đưa ra kết quả chính xác nhất nhé. Thầy chúc các em hoàn thành tốt thử thách của các bạn thú. Chúng ta cùng xem thử thách của bạn khỉ là gì nhé. 11 trừ 3 bằng bao nhiêu? Các em có 5 giây để suy nghĩ. Thời gian 5 giây bắt đầu. Thời gian kết thúc. Các em hãy so sánh kết quả trên màn hình nhé. Như vậy, 11 trừ 3 bằng 8. Các em tiếp tục thực hiện thử thách của bạn Thu Câu Cổ nhé. Em hãy nêu lại cách tính 11 trừ đi một số. Thời gian 5 giây, các em hãy nêu lại nhé. Thời gian 5 giây bắt đầu. Thời gian kết thúc, các em hãy so sánh trên màn hình. Đó là 11 trừ đi một số, ta làm như sau. Trừ 1 để được 10. Rồi trừ số còn lại. Thầy chúc mừng các em đã hoàn thành các thử thách của các bạn thú. Chúng ta đã cùng nhau ôn lại cách 11 trừ đi một số. Như vậy, 12 trừ đi một số ta làm như thế nào? Để biết được điều đó, các em quan sát trên màn hình nhé. Các em quan sát hình ảnh trên màn hình. Thầy có những quả chuối. Sau đây, các em đọc yêu cầu đề bài. Viết phép tính trừ để tìm số quả chuối chưa ăn. Để làm được điều này, thầy và các em cùng nhau đếm ban đầu có bao nhiêu quả chuối và đã ăn được bao nhiêu quả. Chúng ta cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy, đếm được ban đầu có 12 quả chuối. Các em đếm tiếp tục có bao nhiêu quả chuối đã ăn rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, có 5 quả chuối đã ăn rồi. Từ số 12 và số 5, các em hãy viết phép tính trừ để tìm được số quả chuối chưa ăn. Thầy tin rằng các em cũng có kết quả như thầy. Đó là 12 trừ 5. Các em hãy dừng video này lại để tìm cách làm của mình nhé. Sau khi các em suy nghĩ xong, hãy bấm tiếp tục video này lại. Ở đây, thầy có các bạn học sinh. Xem các bạn học sinh này suy nghĩ cách làm như thế nào để tìm được số quả chuối chưa ăn. Đầu tiên, trừ để có hiệu là 10. Bạn nam tiếp theo. Tách 5 thành 2 và 3. Bạn nữ cuối cùng, bạn làm bằng cách lấy 12 trừ 2 rồi trừ 3. Để ghi nhớ cách làm này hơn, các em tiếp tục quan sát. Bây giờ, thầy sẽ sử dụng các khối lập phương để thực hiện phép trừ 12 trừ 5. Đầu tiên,
thầy tách 5 được 2 và 3. Sau đó lấy 12 trừ 2 để được 10. Rồi lấy 10 trừ 3, kết quả bằng 7. Như vậy ta kết luận 12 trừ 5 bằng 7. Các em nhớ nhé. Khi lấy 12 trừ đi một số, ta trừ 2 để được 10, rồi trừ số còn lại. Để khắc sâu cách làm 12 trừ đi một số, các em hãy vào phần thực hành nhé. Bài 1 tính, thầy có 4 câu. Câu A, 12 trừ 2 trừ 1. Câu B, 12 trừ 2 trừ 4. Câu C, 12 trừ 2 trừ 6. Và câu D, 12 trừ 2 trừ 7. Các em hãy dừng video này lại để làm nhé. Sau khi làm xong, hãy tiếp tục video này. Sau khi các em đã làm xong, bây giờ các em hãy so sánh kết quả với thầy nhé. Câu A, 12 trừ 2 trừ 1. Khi có hai phép tính, trừ, chúng ta sẽ làm từ bên trái sang bên phải, tức lấy 12 trừ 2 ta được 10, 10 trừ 1 bằng 9. Câu B chúng ta cũng áp dụng như vậy nhé. 12 trừ 2 được 10, 10 trừ 4 bằng 6. Câu C, 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 6 bằng 4. Câu D, 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 7 bằng 3. Ở cách làm này, các em lưu ý, 12 trừ đi một số ta sẽ làm như sau, đó là trừ 2 để được 10, rồi trừ số còn lại. Thầy nhắc lại cách làm 12 trừ đi một số, đó là trừ 2 để được 10, rồi trừ số còn lại, các em nhé. Các em tiếp tục qua bài số 2, tính nhẩm. Ở bài này, thầy có 6 phép tính. 12 trừ 3, 12 trừ 9, 12 trừ 6, 12 trừ 4, 12 trừ 8, 12 trừ 7. Các em hãy dừng video này lại để hoàn thành 6 phép tính này nhé. Sau khi hoàn thành xong, các em hãy tiếp tục video này. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Bây giờ, các em hãy so sánh kết quả với thầy nhé. 12 trừ 3, ta tách 3 được 2 và 1, để 12 trừ 2 được 10, 10 trừ 1 bằng 9, ta có 12 trừ 3 bằng 9. 12 trừ 9, ta tách 9 được 2 và 7, để 12 trừ 2 được 10, 10 trừ 7 được 3, ta có kết quả 12 trừ 9 bằng 3. Tiếp tục, 12 trừ 6, ta tách 6 được 2 và 4, để 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 4 bằng 6, ta có kết quả 12 trừ 6 bằng 6. Tiếp theo, 12 trừ 4, ta tách 4 được 2 và 2, để 12 trừ 2 được 10, 10 trừ 2 bằng 8, ta có kết quả 12 trừ 4 bằng 8. Tiếp theo, 12 trừ 8, ta tách 8 được 2 và 6, để 12 trừ 2 được 10, 10 trừ 6 được 4, ta có kết quả 12 trừ 8 bằng 4. Tiếp theo, 12 trừ 7, ta tách 7 được 2 và 5, để 12 trừ 2 bằng 10, 10 trừ 5 bằng 5, ta có kết quả 12 trừ 7 bằng 5. Qua bài tập này, các em ghi nhớ hơn về cách tính 12 trừ đi một số, đó là trừ đi 2 để được 10, rồi trừ với số còn lại. Các em quan sát trên màn hình, thầy có những chú mèo. Bây giờ, các em hãy đọc yêu cầu đề bài. Bài 3, viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm. Các em hãy dừng video này lại để làm nhé. Sau khi làm xong, hãy mở tiếp tục video này.
Các em đã làm xong chưa nào? Bây giờ hãy so sánh kết quả với thầy nhé. Để tìm được số con mèo còn lại trên tấm thảm, chúng ta phải biết ban đầu có bao nhiêu con mèo. Chúng ta cùng nhau đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy, lúc đầu có 12 con mèo. Sau đó, có bao nhiêu con mèo rời đi? Các em cùng nhau đếm. 1, 2, 3. Có 3 con mèo rời đi. Như vậy, thầy có phép tính như sau. 12 trừ 3 bằng 9 con mèo còn trên tấm thảm. Các em đã hoàn thành các hoạt động vừa rồi. Bây giờ, các em cùng tới hoạt động củng cố, hỏi nhanh, đáp nhanh nhé. Các em quan sát trên màn hình và trả lời nhé. Thời gian 5 giây, em hãy nêu lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20. Thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Nêu lại cách trừ qua 10 trong phạm vi 20 đó là trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Thầy nhắc lại. Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại. Các em tiếp tục qua câu hỏi số 2. Thời gian 5 giây. Em hãy nêu lại cách tính 12 trừ đi một số. Thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc. Cách tính 12 trừ đi một số đó là trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại. Thầy nhắc lại một lần nữa, đó là trừ 2 để được 10 rồi trừ số còn lại. Qua bài học ngày hôm nay, thầy hy vọng các em tự đánh giá bản thân của mình qua những điều em học và làm được. Thầy có 3 mức độ: tốt, đạt và cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ nhất, thực hiện được phép tính 12 trừ 5. Ở tiêu chí này, nếu em thực hiện được phép tính 12 trừ 5, hãy đánh giá mình ở mức độ tốt. Nếu em thực hiện được phép tính 12 trừ 5, nhưng còn có sai sót, hãy đánh giá mình ở mức độ đạt. Nếu em chưa thực hiện được phép tính 12 trừ 5, hãy đánh giá mình ở mức độ cần cố gắng. Ở tiêu chí số 2, nêu được cách tính 12 trừ đi một số. Nếu em nêu được cách tính 12 trừ đi một số, hãy đánh giá mình ở mức độ tốt. Nếu em nêu được cách tính 12 trừ đi một số, nhưng còn có một số sai sót, hãy đánh giá mình ở mức độ đạt. Nếu em chưa nêu được cách tính 12 trừ đi một số, hãy đánh giá mình ở mức độ cần cố gắng. Ở tiêu chí thứ 3, thực hiện tính nhẩm 12 trừ đi một số. Nếu em thực hiện được tính nhẩm 12 trừ đi một số, hãy đánh giá mình ở mức độ tốt. Nếu em thực hiện được tính nhẩm 12 trừ đi một số, nhưng còn có sai sót, hãy đánh giá mình ở mức độ đạt. Nếu em chưa thực hiện được tính nhẩm 12 trừ đi một số, hãy đánh giá mình ở mức độ cần cố gắng. Các em hãy xem lại các bài dạy trực tuyến để ghi nhớ tốt hơn nhé. Thầy chúc các em nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.